7 đặc điểm của người càng sống càng có phúc. Điều đầu tiên, người có sự tự tin căng tràn trong lồng ngực. Trời sinh ta ắt hữu dụng, bạn muốn sống tốt. Trước hết, từ trong thâm tâm, bạn phải thực sự tin vào chính mình. Gặp người không bằng mình, không kiêu căng, cũng không tùy tiện so sánh bản thân. Gặp người hơn mình, cũng không nhụt chí, suy sụp hay đố kỵ. Hãy luôn giữ trong lòng một tâm thế bình tĩnh, phát huy hết ưu điểm và sở trường của mình. Bình thản tiếp thu khiếm khuyết và thiếu sót, không ngừng rèn luyện tu dưỡng bản thân. Điều thứ hai, người có sự lương thiện toát ra từ trái tim. Chúng ta vẫn thường nghe câu, nhân chi sơ tính bản thiện. Thiện đã định sẵn là bản tính vốn có của con người. Khi một ai đó gặp khó khăn, sẽ luôn có người sẵn sàng giang tay trợ giúp. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái, là bản thiện của con người. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, phúc báo sẽ tự động tìm đến với chúng ta. Rồi vào một ngày nào đó, chính sự giúp đỡ, thiện ý không vụ lợi ấy sẽ mang đến một món quà hay thậm chí là một chiếc phao cứu sinh đầy bất ngờ và ý nghĩa với chính chúng ta. May mắn luôn đến từ sự lương thiện. Vì thế, muốn có được vận khí tốt, đầu tiên, bạn phải là một người lương thiện. Một người lương thiện luôn đối xử với người nhà ân cần, chu đáo, với bạn bè chân thành, tốt bụng, với người không quen cũng dịu dàng, dễ chịu. Biết đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nhiệt tình giúp đỡ người khi gặp hoạn nạn. Đối nhân xử thế có chừng mực, không cay nghiệt, hà khắc, không ngạo mạn, khác người, không so đo tính toán, càng không lôi khuyết điểm và những điều họ quan tâm ra làm trò đùa. Luôn giữ thái độ tôn trọng người khác, cho dù họ có học vấn ra sao, nghề nghiệp thế nào, và chân thành chúc phúc cho niềm vui dù là nhỏ bé của họ. Có một câu chuyện như sau. Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm, đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do Liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài 3 ngày liền, căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi xe ra về. Bất ngờ, một phụ nữ tiến đến gần anh. Bà nghẹn ngào. Chú ơi, chúc mừng chú. Thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú, nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ, chú mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị ung thư nặng, nằm trong bệnh viện. Nếu không có một khoản tiền lớn đến như vậy... Thế bác cần bao nhiêu? Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự. Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà. Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy, bác về lo cho em ấy ngay đi. Anh nói, cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây. Nói rồi, người phụ nữ với vẻ xúc động, quay quả bước ra cổng. Vài ngày sau, anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy, liền tiến tới hỏi. Có người kể với tôi rằng, tối hôm trước, anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không? Người thanh niên gật đầu, xác nhận. Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh, sắp chết cả.
anh cả tin quá. Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ. Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại. Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không? Đúng vậy, tôi bảo đảm là như thế. Người đàn ông quả quyết. Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy. Người thanh niên nói. Đoạn anh nói thêm. Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả. Rồi sẽ có ngày bạn nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh. Bởi thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện lại là một lựa chọn. Để rồi, dù trải qua nhiều trắc trở, nhìn thấu nhiều thế sự, bạn vẫn lựa chọn lương thiện, lựa chọn làm người tốt. Điều thứ ba, người có dũng khí chảy trong huyết quản. Mạnh Tử từng nói, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Dũng khí chính là một loại sức mạnh tinh thần, một loại khí tiết. Người có dũng khí không bị cuốn theo tiền bạc, giàu có, không vì nghèo khó mà thay đổi chí hướng của mình, cũng không khuất phục bởi uy quyền, sức mạnh. Thế gian này, một vạn người sẽ có một vạn kiểu hình không giống nhau. Nhưng dù có ra sao, thì một người có dũng khí sẽ luôn được người khác tôn trọng. Bước vào xã hội, chúng ta không thể tránh được những lúc cảm thấy mông lung, mơ hồ. Trong khi những cám dỗ thì bủa vây xung quanh chúng ta trực chờ. Nhưng cho dù thế nào, cũng không bao giờ được tham lam những thứ lợi trước mắt. Trong tình yêu, không đòi hỏi cho riêng mình, càng không được ỷ lại, dựa dẫm quá mức vào người khác. Một người có khí phách cũng thẳng thắn vô tư, tự trọng, tự kỷ luật, không bị tác động bởi tiền tài, danh vọng. Họ hiểu rằng cần phải vượt qua được lớp sương mù dày đặc mới có thể thấy ánh mặt trời. Cho dù thực tế có hỗn loạn, cũng vẫn phải bình tĩnh xử lý, không bận tâm tới thị phi trước mắt, cũng không quên giữ trái tim trong sáng thuở ban đầu. Điều thứ tư, người có tri thức uyên bác. Xã hội hiện đại ngày nay phát triển rất nhanh. Nếu chúng ta không bắt kịp thời đại, không ngừng trưởng thành, sẽ rất dễ bị đào thải ra khỏi xã hội. Đây cũng chính là ý nghĩa của câu sống đến già, học đến già. Dậm chân tại chỗ chính là đang thụt lùi. Chỉ có học tập mới giúp chúng ta không ngừng tiến lên, không ngừng tích lũy cô đọng lại bản thân. Đến cùng sẽ giúp chúng ta hoàn thiện chính mình, để rồi có được phúc báo tốt đẹp nhất. Cổ nhân có câu, phúc hữu thi thư khí tự hoa, tức trong đầu có kiến thức, mặt mũi tất sáng sủa. Khí chất ở một người nói lên những con đường mà họ từng đi, những quyển sách họ từng đọc và những người họ từng yêu. Một người chăm chỉ đọc sách có thể bồi đắp bản thân, làm phong phú thêm cuộc sống của chính mình, thẩm thấu lĩnh hội tri thức để trở nên thông tuệ. Những quyển sách sẽ hun đúc nên sức mạnh để bạn ung dung tiếp nhận những vui buồn, ly hợp, khó khăn gập ghềnh trong đời. Vì thế có thể nói, sách là ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước. Sách là nhịp cầu kết nối những bờ vui. Sách là cánh buồm dẫn dắt chuyến tàu cuộc đời. Điều thứ năm, người có sức sống kiên cường, mạnh mẽ. Kiên cường là tâm thái mà con người ta cần hướng tới trong cuộc đời. Người kiên cường luôn có lòng tin vào bản thân. Khi đối diện với thất bại, không đau khổ, u uất, không bi quan, chán nản, vấp ngã lại lấy dũng khí đứng lên, chào đón cuộc sống. Đối diện với bất kỳ sự đả kích nào, cũng không bị đánh gục, dũng cảm vượt qua giai đoạn chữa lành vết thương của mình để phấn chấn trở lại. Trên hết, cần kiên trì với mục tiêu mình đề ra, dũng cảm nói lời tạm biệt những chuyện cũ, vật cũ, đón nhận cuộc sống mới với một tâm thái tốt đẹp hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có khó khăn trở ngại,
có họa, có phúc. Quan trọng là khi và vấp khó khăn, cho dù có hàng nghìn lý do để bạn từ bỏ, thì cái bạn lựa chọn vẫn là kiên cường. Trên đời này, có hai điều cực kỳ quý giá, chính là sự nỗ lực và lòng kiên trì. Rất nhiều người cảm thấy hai điều này khó thực hiện. Cũng giống như khi Socrates bảo các học trò của mình làm bài tập xoay cánh tay 300 lần mỗi ngày. Cả lớp đều cảm thấy cực kỳ đơn giản. Nhưng đến cuối cùng, người có thể kiên trì đến cùng chỉ còn một người. Người có thể kiên nhẫn, không ngừng vượt khó, nỗ lực khắc phục khó khăn mới có thể giành được sự ưu ái của thần may mắn, nắm bắt được nhiều cơ hội cũng như đi được xa hơn, cao hơn. Điều thứ 6, người luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi. Nụ cười là vốn liếng cuộc đời dành tặng mỗi người từ khi mới lọt lòng. Nụ cười mang lại sự thân thiện, kéo gần khoảng cách giữa người với người. Nụ cười mang lại sự tự tin, khiến tâm trạng của bạn tốt hơn. Vì thế, bạn hãy là một người hay cười, trải qua mọi thế tục nhưng không trở nên tầm thường. Cười tươi, đón nhận sóng gió cuộc đời mà không oán trách. Lạc quan tin tưởng cầu vồng sẽ xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Ai đó từng nói rằng, hãy dùng nụ cười của bạn để thay đổi thế giới. Nhưng đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn. Và điều thứ 7, người luôn có ước mơ trong tim. Hãy giữ niềm hy vọng trong tim, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Hãy tiếp tục ước mơ, cơ hội sẽ tìm đến bạn. Nếu như ví cuộc đời mỗi người giống như một con thuyền nhỏ, thì ước mơ chính là cánh buồm căng gió trên con thuyền đó. Người chăm chỉ theo đuổi ước mơ, rồi cuối cùng cũng sẽ được tắm mình trong sự rực rỡ của nó. Ai cũng biết rằng, đạt được ước mơ luôn là một thứ hạnh phúc khó tả. Nhưng ít ai hiểu rằng, có những lúc giấc mơ tan vỡ cũng là một trải nghiệm quý báu. Cho dù ra sao, thì ước mơ vẫn là mục tiêu, là kim chỉ nam dẫn đường cho bạn. Vì thế, đừng vội từ bỏ giấc mơ, đánh mất chính mình, dù bạn ở lứa tuổi nào và bận rộn ra sao. Trên con đường theo đuổi ước mơ ấy, hãy luôn giữ cho mình tâm thái trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, để năm tháng không mài mòn đi năng lượng của bạn. Hãy nhìn vào tỷ phú Bill Gates để thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sống có ước mơ. Bill Gates đã có mọi thứ, từ danh vọng cho đến tiền bạc, sự thành công. Nhưng không phải vì thế mà ông dừng lại những mơ ước của mình. Ông ước mơ được làm việc nhiều hơn cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Ông mong ước quỹ từ thiện của ông được đóng góp nhiều hơn để tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình. Đó là ước mơ làm thế giới tốt đẹp hơn, con người được chia sẻ nhiều hơn. Một cuộc sống an phận là cuộc sống làm nghèo đi những giá trị tinh thần, lâu dần trở thành những tư duy ủ rột. Vậy tại sao chúng ta không chăm bón những ước mơ khi mà ước mơ chẳng ai đánh phí, không tốn tiền bạc để mua? Có câu nói như thế này: gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Trong cuộc sống, phúc đức thật ra do chính mỗi người quyết định. Người thông thái sẽ không ngồi cầu xin hay chờ thời cơ. Họ tự tạo cơ hội và vận may cho riêng mình. Chỉ cần giữ tâm thiện lương, luôn đối xử chân thành với mọi người, làm nhiều việc tốt, không cầu báo đáp, giữ tâm thế khách quan và trung dung khi đối mặt mọi chuyện, về sau, phúc báo sẽ tự tìm tới chúng ta.